Trân kính chào quý ông bà cô chú anh chị em và các bạn. Nay mới thì Trân kính chúc quý ông bà cô chú anh chị em và các bạn luôn được ngập tràn tiếng cười và hạnh phúc. Thì sáng hôm nay Trân ra đến đây là trung tâm thương mại Quảng Điền, trước đây thì còn gọi là chợ Xì ạ. Sau này ta xây dựng lại thì đổi là trung tâm thương mại Quảng Điền. Và mời quý cô chú anh chị em và các bạn cùng Trân đi chợ Xì ạ, một ngôi chợ trung tâm chợ lớn. Trước này là cả cái hàng vàng. Các loại bánh nè chị. Dạ. Dạ bánh bánh ấy bánh chị chi ha. Mình ít bên gói ngon làm chi nè. Của em mới ngon mới sửa chị mừng. Phải chị bánh ít của bên gói, bánh nào là bánh ít chị? Dạ bánh ít bánh ít, bánh ít bánh gói, bánh ít bánh năm. Dạ. Mới ngon mới sửa cho chị ngồi lên quẩy. Dạ thêm mới đi sửa cho chị, dạ mới sửa 10 ngàn mới được. Dạ, em tạm bán chị. Mười ngàn nhiêu rồi luôn à? Dạ. Dạ, chắc chị bạn đắt nghe. Dạ. Mấy tiền? Thôi. Mình bao ăn ngon lắm. Dạ hả? Cải tạo ngon thôi mấy. Ủa bừ rí? Dạ, cải tạo ngon rồi. Cho cải đi chị. Lại cải rồi đi. À, ra Huế, à ra Xìa là phải để ăn hàng thôi. Dạ. Món gì cũng rẻ ngon. Dạ. À, có câu từ xưa chưa? Ông ba nói là nhất Huế nhì Xìa đấy. Dạ. Nhưng mà Huế thì đắt cho ra Xìa rẻ chị hết. Dạ. Bà chúng có giúp cho em tí. Hai thằng nhóc của nhà em cứ nói mẹ đi chờ Xìa đó nhớ mua đồ ăn cho con. Có bánh tấy đây nè, bánh ấy bánh tấy đây. Dạ bánh tấy đó. Dạ. Phía xa với chị đấy. Phố mái đây rồi bánh tấy có bánh tá có nè. Xin gọi. À dạ. Em thử cái chị tấm tạm, em bỏ thêm cho đồ 20. Bỏ thêm chị? Bỏ thêm mình gọi là mình chỉ được cho đồ 20. Có thể rửa được chị, rửa được rồi. Được rồi. Ôi, được rồi. Thôi thôi rửa được rồi. Chị được mi xưa. Dạ. Thôi được rồi được chị. Để em cầm đi lửa em mua chị em bỏ chúng luôn. Dạ. Rồi. Cảm ơn chị nhiều nha. Dạ dạ. Rồi, thằng bà. Rồi em chào chị đã. Dạ. À, bên này là hàng trái cây. Quầy hàng quần chi chợ Xìa này, mắm ớt, ớt này cũng ớt đặc sản quê hương Xìa Quảng Điền, nơi màu mỡ đất đai. Chào chị lâu ngày chị hết. Dạ đây nem chả. Dạ về quay chợ chị bữa nay làm nhiều loại bánh đi à? Với bánh tiêu, bánh bò. Lấy cho em bình tiêu cải mấy chị? Một cải mấy nha. Ủa, bánh đi mà bụng cải mấy nha. Ừ, rẻ mấy. Ồ, lấy cho em mấy nha. Đưa đi rẻ lắm. Ồ, rẻ vâng, sẽ hấp dẫn mẹ rồi nhiều nè. Sống bữa đi con à. Bạn nhiêu thị chị hết? Con bé này bánh chị? Ba tí số, nhớ thịt cả hình nắm. À, ba tí số, là cải mấy chị? Dạ. Nắm nha. Nắm ngay cải ba tí số khổng lồ luôn. Nắm là thịt. Chờ mới biết nắng, ở chờ mà. Này, bánh ba tí số chờ xìa này, 5 ngàn. Ngon thì xưa chứ. 5 ngàn mà trực này, chà thịt này. Ồ, ngon quá. Ở chờ là giá rẻ đấy thôi, cho con thì không, mà chi chi cũng bán rẻ nữa. Thịt là nhà làm. À, chà nhà làm được trực, em hay quá chà đó. Chà này nhà làm. Lấy cho em với. Đây là chà lon này, một lon. Lon đi mẹ chị. Cặp là 7 ngàn, con chả bo lên 15 ngàn. Chả bo ngon lắm. À, con đây là chả lùa heo. Chả lùa heo. Đây là chả chí chả da. Dạ. Chả da. Đây chả lùa, chả quế cơ chả. Chả bo này. Dạ. Bo ngon chứ này. À đây chả bo là cặp 15 ngàn. Cặp 15 ngàn. Như đi là 7 ngàn. Dạ. Về chắc à? Dạ. Về chắc à? Dạ.
luôn. Đây là chả tôm này. Chả tôm đi là bạn đáng chí. À, chỉ 140 ngàn. Còn đây là chả cua này. Chả cua. Chả cua sống, con sống. Còn đây là chả da. Cái này là chả da cuồn này. Còn đây là chả chả da cuồn này. Người đến chơi xìa là không thiếu gì cả. Thậm chí mắm ruột, mắm tôm, mắm rô là đặc sản ở đây mà. Dạ. Rồi có đồ cháy nè chị hả? Ồ, hấp dẫn hả? Ní chí bánh hả? À. Đây là mắm rô. Ồ. À, dạ. Dạ con hấp dẫn chưa? Dạ. Dạ. Ở trong chợ xìa này con có hàng ăn cháy bạn 30 ngày một tháng chị hả? Dạ. Gì hả? Chúng ngay mà cháy hết. Ngay mới cháy. Đó, tôi cũng cháy nè. Ngon chưa? Chả cháy tim này. Ngay mới cháy hết cũng có ngay mà. Quay hai người nên lấy một cháy được. Đi xem, đi xem. Bỏ bỏ là lột ngon cháy này. Cái này là cá ngư cháy à? Cá thú. À cá thú cháy. Họ làm giống quá ha. Hay thiệt. Cái bò gì nè? Cái này là bò hả? Đấy, bò. Chả dê à, chả không nè. Dạ. Thịt luôn nè, mắm nè, ngon chưa? Dạ, thịt nướng nữa nè. Đó, thịt nướng thôi. Dạ. Cái này là dạ nem lùi nè. Con nó chả. Nhìn giống chả, chả lùa thiệt chứ. Hay thiệt ha, họ làm công nhận. Sấy thiệt. Dạ, một dĩa là mấy chí? 15. À, dĩa 15 nè. Đầy đủ đồ ăn. Đồ măng. Măng kho. Ra chợ mọi người ăn chay trường ra chợ xìa là khỏe luôn. Một tháng bán đều cả tháng rồi luôn. À, là không chị nè. Dạ. À, con có bán thêm gia vị nè nè. Cái xì dâu nè, cả quài nấm. Hàng của thôn mình chay. Trong phía hàng ăn trong chợ. Thế là thịt rồi. Mắm chay. Cái nhưng có mắm cháy nữa. Ừ. Có mắm cháy sao họ làm được thì chín được cái dứa ca đấy hả? Dứa làm có thời gian thẳng mới chín được. À, làm nhiều lắm, à, làm nhiều thứ. Bên nhà nó phải cháy bên mình làm ăn cháy. Bên mình hao đi của mình cũng làm đấy. Giờ em ăn đó, em ăn kia mua có trưa ăn đấy. À, rồi chị chủ. Bỏ cho họ đi. Như tí là 15 ngàn chị hả? Ừ. Con đã bưng dĩa rồi. Mịt tròn nè, mịt 20 hả chị? Rồi. 20 đồ ăn. Alo. Em thích mịt. Mịt thì cái sáng ra là nhiều lắm. Mà hồi dạ. Sáng kêu bộ ăn cơm nhiều á. À, dạ. Dạ. Mọi sáng đi mua sầu sơ hóa. Nấu đậm đa lắm chứ. Hả? Chị hả? Mà cũng hành công luôn. Dạ hả? Mấy chị đô đấy. Cho 20 ngàn. Mấy chảy ở đây chị làm quyến. Dạ. Yeah. Có kinh nghiệm rồi hả? Chị ăn chị ăn có được không? Dạ được đó. Ăn cả ngày rồi. Có mới ngang một nửa luôn. Dạ. Chị mua gì? Rồi cảm ơn chị nhiều nha. Chị ăn bún được hết. Có ít bún nữa chị nha. Vặn hoàn tánh luôn. Được rồi. Rồi
cuối cuối ở đây là căn đi ở đây là cuối chờ đó. Hải sản trong này là hải sản đầm phá. Đây là cá rất là tươi. Tôm. Cái là tôm ngon chi hết. Cá kinh. Theo bữa nay mình có cái cân này. Cà phở và cà phê. Bữa nay mà ký mẹ gì? Ký ký hai người con. Lừa là mà cả nấy cà phở cái gì hết? Tốn phở nè. Nhỏ nhưng ngon. Em nấu trứng nấm trắng trứng nửa chiều. Chính vì cả tôm đâm phá ngon cho nên ở đây mắm tôm mắm cá rô rồi vậy cũng ngon nổi tiếng. Dạ mẹ, bữa nay mẹ vào đây ngồi à mẹ? Bữa nay mẹ vào đây ngồi à? Dạ mẹ nghe hả? Dạ bữa lâu có gọi giúp mẹ qua kia không ạ? Bữa nay mẹ vào đây ngồi luôn. Đây là mắm mà mực quay cá bên quay nha. Từ một lắm đang kia nữa rất là rồng thì hàng hải sản tôm cua cá mực là gần nửa chờ. Đây là cá tế thiên nhiên màu sắc của cá để nuôi này. Có phải bán cân này. Cả nó dưa hương hay là quả đó chị? Quả hay dưa hương nè? Quả và dưa hương đó đó. À dưa hương là quả đó hả? Chị ấy bà em mình biết chứ? Em biết nón vô bột đường đi luộc rồi đi chị. Dạ yeah. Điền lại được đó. Lấy đi chị. Tặng nha, bốn nàng. Dạ. Về chè quế là rất là thích mua. Bốn dưa muông nè, dưa nưa nè. À 42 nha, dưa dạ. Trong đó nữa đấy cậu. Gặp cái trong mình nữa đấy. Mì bạn dưa, bạn bầu, bạn bị, bạn dưa môn. Hàng gia vịt.